Lauren Power Jobs, bóng hồng quyền lực của Steve Jobs và triết lý sống đầy nhân văn. Người ta vẫn nói đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Câu nói này đúng với trường hợp của phù thủy công nghệ Steve Jobs. Vợ ông, bà Lauren Power Jobs, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, một cô cha từ nhỏ. Thế nhưng đáp lại cay đắng của cuộc đời là nghị lực vươn lên với thành tích học khủng của Lauren. Đây chính là cơ duyên để cho Lauren gặp và có mối tình 20 năm vô cùng hạnh phúc với người sáng lập Apple. Sau khi chồng qua đời, Lauren đã trở thành tỷ phú. Bà dùng số tiền ấy để tôn vinh những gì chồng để lại và thực hiện các dự án nhân văn đầy ý nghĩa. Mối tình ngọt ngào với Steve Jobs. Lauren Power Jobs sinh ngày 6 tháng 11 năm 1963 tại thị trấn West Milford, bang New Jersey của Mỹ. Lauren xuất thân trong một gia đình khó khăn, bà mồ côi từ khi còn rất nhỏ, người mẹ một mình nuôi 4 đứa con khôn lớn. Thấu hiểu những vất vả, các con luôn chăm chỉ học tập vì hiểu rằng chỉ có học hành tốt mới có thể đổi đời. Sau khi theo học cùng lúc hai ngành kinh doanh và kinh tế tại Đại học Pennsylvania, Lauren đầu quân cho các ngân hàng ở phố Wall là Merrill Lynch và Goldman Sachs trước khi chuyển đến miền Tây để học MBA ở Đại học Stanford năm 1989. Đây đều là những ngôi trường danh giá mà bất cứ một sinh viên nào cũng phải ước ao. Năm 1989, Steve Jobs có một buổi diễn thuyết tại Đại học Stanford. Khi đó, nhà sáng lập Apple vẫn chưa phải là một cái tên nổi tiếng, thu hút hay gây dựng được nhiều sự chú ý. Lauren đã định không tới, tuy nhiên một người bạn rủ rê quá nhiệt tình, bà miễn cưỡng đi cùng. Chạy học tốc đến hội trường mà vẫn muộn, không có chỗ ngồi, Lauren láo cá đã len lỏi được lên ngay khu vực VIP nơi sân khấu. Cơ duyên thế nào Jobs lại ngồi luôn ghế bên cạnh cô? Jobs kể lại, tôi nhìn sang phải và có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đó. Vì thế chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong lúc tôi chờ đến lượt lên phát biểu. Suốt buổi thuyết trình hôm đó, ông không thể rời mắt khỏi cô sinh viên xinh đẹp tóc vàng ngồi phía dưới. Xong buổi diễn thuyết, cả hai cùng ra về. Steve Jobs ra xe để về công ty chủ trì một cuộc họp, tra chìa khóa vào rồi, nhưng ông vẫn miên man suy nghĩ về cô gái xinh đẹp trong phòng diễn thuyết. Trong một buổi phỏng vấn với New York Times, ông đã hồi tưởng. Tôi nghĩ về chính mình, nếu đây là ngày cuối cùng tôi sống trên trái đất, tôi sẽ dùng nó để đến cuộc họp kinh doanh hay là hẹn hò cùng cô gái ấy. Cuối cùng thì ông lao ra khỏi ô tô, chạy theo và hỏi chuyện, rồi mời Lauren đi ăn tối. Ấn tượng với vẻ bề ngoài cũng như những điều hay ho mà Jobs nói trên sân khấu, cô gái xinh đẹp đồng ý ngay. Họ đã có một bữa ăn tốn hơn 4 giờ đồng hồ ngay sau đó, mặc kệ những đồng nghiệp của Jobs đang chờ ở công ty. Lauren vẫn thường hài hước khi nói đến câu chuyện đó. Tôi đã đến buổi diễn thuyết và nhận được phiếu quà tặng là bữa ăn cùng Steve Jobs đấy. Tuy nhiên, cái bà nhận được thậm chí còn lớn lao hơn rất là nhiều. Sự thông minh xinh đẹp và tấm lòng cao cả của Lauren nhanh chóng khiến cho Jobs rơi vào lưới tình. Họ hẹn hò 2 năm rồi kết hôn vào năm 1991 tại công viên quốc gia Yosemite. Kết quả cho cuộc hôn nhân này là 3 người con, một trai, hai gái sau đó vài năm. Dành tình yêu trọn đời cho chồng. Lấy chồng tỷ phú nhưng Lauren không bao giờ bị đánh giá thấp kém hơn chồng mình. Năm 1990, bà đã đồng sáng lập một công ty thực phẩm tự nhiên, tập trung vào phát triển nguyên liệu hữu cơ. Sau này bà thành lập College Track, một tổ chức phi lợi nhuận giúp sinh viên có thu nhập thấp vào đại học. Ngoài ra bà cũng sáng lập một tổ chức thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Chồng là một thiên tài công nghệ nổi danh toàn cầu và hàng chục triệu người mến mộ, thì Lauren cũng được biết đến vì các hoạt động cộng đồng giúp đỡ sinh viên khó khăn. Từ chính bản thân mình, bà hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục và đầu tư phi lợi nhuận vào lĩnh vực này. Steve Jobs thay đổi thế giới bằng công nghệ mới, thì Lauren lại thay đổi số phận nhiều người bằng các việc làm giản dị hơn. Những điều này khiến Jobs đánh giá rất cao Lauren. Đã nhiều lần ông khen ngợi sự thông minh, tốt bụng của vợ mình. Trong một bài viết, New York Times đã nói về cặp vợ chồng tỷ phú này. Lauren biết tất cả những bài hát Steve Jobs yêu thích, cả những vần thơ ngẫu hứng trên báo được ông cắt ra và sưu tầm trong ngăn kéo. Với một cuộc hôn nhân kéo dài đến 20 năm, sự dung hòa giữa hai người họ
là điều không gì có thể so sánh được. Lauren xây dựng cho chồng một tổ ấm mà ngày nào Steve cũng muốn về nhà. Thời gian ở nhà quây quần bên vợ con là lúc ông trùm công nghệ thấy thư giãn và ý nghĩa nhất. Trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới, Jobs tổ chức tiệc ở nơi mà lễ thành hôn đã diễn ra. Trước mặt bạn bè, ông dành cho vợ những lời tình cảm thiết tha nhất. 20 năm trước, chúng tôi chẳng biết gì về nhau, vì trực giác mách bảo tôi đã chạy về phía cô ấy. Tuyết rơi trong ngày hôn lễ diễn ra ở Awani. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ra đời, chuyện tốt, chuyện xấu xuất hiện. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy tồi tệ khi ở bên cô ấy. Chúng tôi trở lại nơi tổ chức hôn lễ 20 năm trước, già và khôn ngoan hơn, với những nếp nhăn trên mặt và cả trong tim nữa. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn còn ở đây cùng nhau. Năm 2003, Jobs bị ung thư tuyến tụy. Lauren chăm sóc chồng cẩn thận từ lúc ông đứng trên đỉnh cao danh vọng huy hoàng cho đến khi tạm biệt trần thế. Khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tháng 10 năm 2011, Steve Jobs trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Khi đó có đủ vợ con và các chị gái của ông. Theo tiết lộ, trước khi qua đời, ông đã nhìn các chị em gái, các con, rồi nhìn một lúc lâu vào người bạn đời Lauren. Ngoài những thành tựu vĩ đại về công nghệ, Jobs còn có một mối tình thắm thiết đến tận cuối đời. Thực hiện nhiều dự án nhân văn. Phần lớn tài sản của Lauren được thừa hưởng từ chồng khi ông mất vào năm 2011, bao gồm 7,3% cổ phần trong công ty Walt Disney trị giá khoảng 11,1 tỷ đô la vào thời điểm đó, 38,5 triệu cổ phiếu, 0,7% của Apple, hàng loạt bất động sản, hai máy bay riêng và một siêu du thuyền dài hơn 79 mét. Tuy nhiên, bà từng bán mất cổ phần trong Walt Disney và hiện nắm giữ 6,5%, tương đương 4% của bản thân và 2,5% thông qua công ty Lauren Power Jobs Trust do chồng để lại. Bố mất từ sớm, mẹ một mình nuôi 4 đứa con. Những đứa trẻ nhà Power hiểu rằng chỉ có học tập tốt mới mong đổi đời. Vì thế, Lauren rất coi trọng sự tiếp cận với giáo dục. Điều này trở thành một phần không thể thiếu trong các dự án của bà về sau. Tổ chức Emerson Collective do Lauren sáng lập năm 2004 được Washington Post mô tả là một trong những thành quả ra lò từ thung lũng Silicon gây ảnh hưởng nhất. Tổ chức này âm thầm trợ cấp tiền và đầu tư cho các dự án về người nhập cư, công lý xã hội và giáo dục. Họ hoạt động dưới dạng công ty tư nhân hơn là tổ chức phi lợi nhuận kiểu truyền thống, rót tiền cho một loạt startup, chẳng hạn như OutSchool. Hệ thống đứng sau là giới đầu tư mạo hiểm, đặt mục tiêu biến đổi giáo dục bằng sáng kiến cá nhân hóa việc học của mỗi học sinh. Năm 2015, Lauren cho ra mắt College Track, một chương trình giúp sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân đại học. Đối với bà, trường học là lối thoát của rất nhiều học sinh sinh viên từng làm việc cùng bà, và College Track sẽ cung cấp cho họ những kiến thức rộng lớn hơn, hữu ích hơn sách vở quanh họ. Mục tiêu của bà là triển khai các nguồn lực một cách hiệu quả. Lauren cũng từng chi 100 triệu đô cho dự án siêu trường học X-Skill, theo đuổi những thay đổi triệt để trong cách xây dựng chương trình giảng dạy của nhiều trường phổ thông. Bên cạnh đó, Lauren nằm trong hội đồng thành viên của một loạt tổ chức phi lợi nhuận lớn như Teach for America, giảng dạy vì nước Mỹ, Conservation International, tổ chức bảo tồn quốc tế, và New America Foundation, quỹ nước Mỹ mới, Council on Foreign Relations, hội đồng quan hệ đối ngoại. Giờ đây, bà cũng thuộc ban điều hành Đại học Stanford từng theo học. Tiền thừa kế lập tức đưa Lauren Power Jobs trở thành tỷ phú. Nhưng quan trọng hơn, cho phép bà có nguồn tài nguyên khổng lồ dành cho các dự án nhân văn. Có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Kể từ ngày chồng mất, Lauren Power Jobs mới xuất hiện nhiều hơn trên báo chí và bắt đầu thực hiện những cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phục vụ cho những hoạt động xã hội của mình. Miêu tả về người phụ nữ này, Billy Moore, người đồng hành Emerson trong chương trình chống bạo lực nói, bà ấy hòa mình vào đám đông, nhưng có lẽ lại là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới. Bạn có thể thấy tính cách đích thực của bà là khiêm nhường, bà ấy không dùng uy thế để làm cho bản thân nổi bật. Ngoài các hoạt động đã nêu, Lauren còn là một tên tuổi lớn trong làng sưu tập nghệ thuật. Bà được Art News xếp hạng trong số 200 nhà sưu tầm hàng đầu thế giới năm 2018, với quan tâm chủ yếu dành cho các tác phẩm đương đại.
Lauren cũng được Fortune đánh giá là một trong những nữ đầu tư quyền lực nhất vào thể thao nước Mỹ sau khi thâu tóm phần lớn cổ phần Monumental Sports and Entertainment vào năm 2017. Đây là công ty thể thao giải trí hàng đầu của nước này. Cùng với đó, Lauren sở hữu gần như toàn bộ tạp chí The Atlantic lâu đời chuyên về mảng văn học, nghệ thuật, chính trị. Nó được sử dụng như một công cụ truyền thông, kêu gọi bình đẳng, dân chủ và gây ảnh hưởng lên các chính sách xã hội. Bà nói, tôi cảm thấy bắt đầu đưa được mọi thứ vào guồng. Mục tiêu của tôi là khai thác hiệu quả tài chính trong tay. Nếu chết đi không còn gì, không thành vấn đề. Bông hồng quyền lực trong giới công nghệ. Không thực sự hoạt động trong ngành công nghệ, nhưng vào năm 2015, Lauren lại có tên trong danh sách 10 doanh nhân hàng đầu của thế giới Internet và là người phụ nữ giàu có nhất trong ngành này. Với phần lớn tài sản được thừa kế từ người chồng nổi tiếng và tài năng, Lauren từng góp mặt vào danh sách 30 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes trong nhiều năm liền. Lauren từng là người phụ nữ duy nhất nằm trong danh sách 10 người giàu nhất giới công nghệ, dù không hề có hoạt động cụ thể trong ngành này. Lauren cũng là một trong 50 phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới trong suốt 2 năm 2014-2015 theo sự bình chọn của Forbes. Bên cạnh đó, Lauren có ghế trong ban quản trị một vài tổ chức khác, bao gồm Teach for America, Conservation International, New America Foundation. Bà là người ủng hộ và là thành viên hội đồng quản trị công ty khởi nghiệp OZ Media. Triết lý sống cống hiến đầy ý nghĩa. Vượt lên những chức vụ quan trọng nơi các tổ chức và doanh nghiệp, Lauren luôn đảm nhận tốt vai trò người mẹ của ba cô cậu đang bước vào tuổi trưởng thành và là người bạn đáng tin cậy của Tim Cook, giám đốc điều hành hiện tại của Apple và cũng là một trong những CEO quyền lực nhất hiện nay trên thế giới. Lauren cũng là một trong số ít những người mà Tim Cook cần tới lời khuyên trước vụ điều trần tại Thượng viện Mỹ năm 2013 về vấn đề nộp thuế của Apple. Lauren hiểu tôi và cũng có sự hiểu biết sâu sắc về Apple, Tim Cook cho biết. Ông cũng chia sẻ rằng bản thân cần lời khuyên từ những người có thể hiểu được điểm mạnh và điểm yếu riêng của ông, chứ không phải chỉ đơn thuần là người tư vấn chiến lược. Trong suốt cuộc đời, Steve Jobs cũng chưa bao giờ tích lũy của cải, ngay cả căn nhà gia đình ông sinh sống cũng rất khiêm tốn. Ông nổi tiếng là một người hào phóng và rất tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội. Lauren chia sẻ, tôi làm việc này để tôn vinh sứ mệnh của ông ấy. Tôi nguyện ý dành cả cuộc đời mình để làm hết sức một cách hiệu quả, theo cách giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng một cách bền vững. Lauren Power Jobs cũng nói thêm rằng, mình không quan tâm đến việc thừa kế di sản, nên bà không có ý định để lại tài sản của mình cho ba người con. Nếu tôi sống đủ lâu, thì tôi cũng sẽ cống hiến hết số tiền đó cùng cuộc đời tôi cho xã hội. Đó là triết lý sống nhân văn đầy ý nghĩa của Lauren. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.